Yo, xin chào tất cả các bạn. Thì cái cỡ video này á, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách mà tạo một cái season riêng để mà các bạn chơi khỏi bị các player khác phá. Mà cái season này á, các bạn vẫn có thể mời những bạn bè khác vào chơi. Thì cái cách mời á, nó cũng đơn giản, các bạn có thể mời trực tiếp qua Steam, có nghĩa là đó các bạn click vào tên của ai đó rồi các bạn invite to game hay gì đó. Đấy. Rồi các bạn có thể mời bằng cái việc là bấm nút home trên bàn phím, invite bạn bè của bạn thông qua cái social club. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái season này là cái gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ tự động thoát season ra. Và mọi người ở những người chơi khác á, sẽ thấy là mình leave ra, còn mình á, thì mình sẽ thấy những người chơi khác leave. Những người chơi khác thoát ra. Thì nguyên lý cái hoạt động của cái này á, mình nói sơ sơ vậy thôi cho các bạn dễ hiểu. Các bạn nhìn nha, thì các bạn nhìn cái season online của mình à, đây hiện tại đang có tổng cộng là 5 người đấy. Thì giờ các bạn tab ra mở desktop, các bạn chọn cho mình cái task manager, các bạn qua cái tab là performance, các bạn bật cho mình cái open resource monitor. Rồi ở tại cái khung overview là các bạn click chuột phải vào cái gta file .se nè chấm .se dot đồ các kiểu .exe đó, nói chung là gta5.exe. Rồi các bạn chọn cho mình cái submit process nè. Đấy. Rồi ok. Các bạn đợi khoảng chừng 5 giây hoặc là 7 giây gì đó, không cần thiết phải 10 giây đâu, tầm 5 giây là được. Rồi các bạn ấm vào chữ resume process. Ok. Rồi các bạn vào game. Đấy, toàn bộ những cái người chơi khác đã bị out ra ngoài hết rồi. Nhưng mà mấy người khác á, những người khác đó sẽ thấy là mình left, sẽ thấy là mình out ra, chứ thực chất ra là mình vẫn ở đây và những người khác thì dăng ra hết rồi. Nhớ giờ season này chỉ có mình thôi. Và tự động lâu lâu sẽ có một vài người khác nó find new season đó. Có khi nó sẽ vô trúng season của mình. Đó. Ok, giờ ở đây một mình một cõi rồi, tha hồ các bạn quẩy, hoặc các bạn có thể mời bạn bè mình vào chơi mà không sợ bị quẩy phá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, nếu thấy hay và bổ ích các bạn hãy bấm like, share và subscribe. Chào tạm biệt.